tuyên bố sắp kiểm soát được dịch, vì sao số ca COVID-19 ở Bắc Giang vẫn tăng cao? Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho hay, hiện ngành y tế đang tăng tốc xét nghiệm nên dự báo trong 2-3 ngày tới vẫn sẽ tiếp tục phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 mới, trong nhóm công nhân là F1 ở các khu cách ly tập trung. Tính đến trưa ngày 17 tháng 6, tỉnh Bắc Giang phát sinh thêm 143 ca mắc COVID-19 mới và nâng tổng số ca mắc tại Bắc Giang lên 4.680 ca. Trong ngày 16 tháng 6, Bắc Giang đã phát sinh 279 ca. Báo cáo về tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Giang cho thấy ổ dịch liên quan khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn phát sinh thêm trường hợp F0. Các ca mắc mới vẫn chủ yếu là công nhân, các trường hợp liên quan đến công nhân được phát hiện chủ yếu tại các khu cách ly tập trung. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, do ngành y tế đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày để truy quét F0, nên dự báo trong 2-3 ngày tới vẫn sẽ tiếp tục phát sinh nhiều ca nhiễm mới trong nhóm công nhân ở các khu cách ly tập trung. Theo nhận định của tỉnh thì khả năng dịch lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp. Trong ngày 16 tháng 6, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, người dân trong các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly tập trung có nguy cơ cao trên địa bàn huyện Việt Yên. Tổng cộng đến nay, ngành y tế đã lấy 1.185.430 mẫu, riêng trong ngày 16 tháng 6 năm 2021 là 23.319 mẫu và đã chạy 1.162.868 mẫu. Ngoài ra, các địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng với 504.668 mẫu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, sau hơn một tháng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang khoanh được dịch từ khu công nghiệp, từ cộng đồng dân cư vào trong các khu cách ly tập trung. Từ nay đến ngày 21 tháng 6, tỉnh Bắc Giang sẽ cơ bản khống chế được dịch, nhưng số ca F0 sẽ tăng cao, thậm chí cao hơn trước đây. Ông Dương nói rằng nó giống như ngọn đèn dầu cháy bùng lên trước khi tắt. Thực tế cho thấy các ca phát sinh là những ca trong khu cách ly tập trung, tức là F1 trở thành F0 và không loại trừ khả năng lây chéo trong khu cách ly tập trung. Nhiều lãnh đạo huyện đã bị phê bình và kiểm điểm vì số ca COVID-19 tăng trong khu cách ly. Đơn cử như trong ngày 10 tháng 6 và ngày 12 tháng 6, qua hai lần liên tục lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lục Ngạn, phát sinh 29 trường hợp F0. Cơ quan chuyên môn nhận xét nguyên nhân liên tiếp tăng F0 là do việc thực hiện các quy định, quy trình trong công tác quản lý tại khu cách ly của huyện Lục Ngạn thiếu chặt chẽ. Ngày 7 tháng 6, tại 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sơn Động gồm khu cách ly tiểu đoàn 8, trung đoàn 462, khu cách ly trường trung học cơ sở bán trú xã Dương Hưu, khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động đã phát sinh 22 trường hợp mắc COVID-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.